Rồi hai đứa, bây giờ là tới giờ em cho em điều ăn tối nè. Nhưng mà hai đứa sẽ không có lấy đồ nữa, tập cho em điều tự đi lấy chén hiểu không? Ừ, rồi hai đứa đi vô nhà đi. Nữa dẻ, ba đã nói là con không có lấy, để cho em tự lấy. Con bước vô nhà đi, cho em tự lập chứ. Đúng rồi, ngồi xuống. Cái chén phải để lại bên đây, đều, ba nói nè. Ngồi xuống. Đúng rồi, bây giờ phải tự lập, tự đi lấy đồ, tự lấy chén qua đây ăn nha. Đứng lên, đều, đứng. Chị dẻ đi vô nhà, không có giúp em nữa, bước vô. Đều, đứng. Đứng lên. Đúng rồi, đi qua đó lấy chén. Dẻ ơi, con để cho em tự lập. Đều, đứng lên nè. Con đi qua đó, con lấy cái chén qua đây. Lấy cái chén qua đây. Đúng rồi, đem qua đây. Ok, đó, giỏi. Good girl. Cho con. Giỏi.